Okay, các anh chị chúng ta cùng nhau quay trở lại được rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi qua uh, tiếp tục đi qua mà những cái tư duy cũng như những cái thói quen của những người thành công ừ. chúng ta sẽ cùng nhau uh, tìm hiểu những cái suy nghĩ cũng như những thói quen của những người thành công và giàu có anh chị nha uh, bởi vì như hôm trước tôi có chia sẻ với các anh chị là uh, lý do vì sao mà bản thân uh, có rất nhiều anh chị trong câu lạc bộ của chúng ta đúng không ạ là trước khi biết câu lạc bộ là là các anh chị đã biết về luật hấp dẫn rồi Biết về sức mạnh Mạnh tiềm thức rồi Nhưng mà mình cũng ứng dụng rất là nghiêm túc anh chị Nhưng mà thời điểm đó là mình chỉ đạt được những cái thành công nhỏ nhỏ thôi Chứ mình không có đạt được cái sự tự do về tài chính Mình không có được những cái sự bước phá về tài chính Ví dụ như chúng ta cũng biết về gì à? À, Luật nhân quả Rồi mình sống rất là hiền lành nha Anh chị à, Và nhưng mà sao ạ? À? Mà mình thấy là mình Mình có tiền mình cũng đi từ thiện nhưng mình thấy sao mà mình cũng sống rất là tốt đời đẹp đạo đúng không? nhưng sao chưa có giàu? đúng không anh chị? À, cứ nghĩ rằng là mình cứ sống à, à, tốt thôi, à, ông trời sẽ ngó tới cái công à, khó nhọc của mình và cho mình những cái cơ hội à, giúp cho mình trở nên thành công và giàu có. nhờ mình thấy à, chờ mài, chờ hoài, chờ mãi chưa thấy đâu. Ở bao trong số anh chị trước khi biết con lạc bộ, à, chúng ta biết về những cái quy luật như là luật hấp dẫn, luật nhân quả. Và bản thân chúng ta ứng dụng rất là theo các cái quy luật, quy luật đó luôn anh chị nha Nhưng mà mình mình thấy rằng là mọi cái việc à, thậm chí có những anh chị á mà khi mà chúng ta sống tốt với tất cả mọi người nhưng mà sau đó là mình mình không có được nhận là được những cái quả ngọt ấy và từ đó về sau chúng ta cảm thấy là khép mình lại Và thậm chí là không muốn giúp đỡ ai luôn ạ à. Có anh chị ạ trong số anh chị trước cái biến con lạc bộ chúng ta đã biết về ở hai cái quy luật này à, chúng ta có ứng dụng nghiêm túc anh chị À, nhưng mà cái kết quả nó chưa được như ý thậm chí là mọi việc xung quanh của mình những cái uh, khía cạnh trong uh, trong cuộc sống của mình như là về tài chính về sức khỏe và về, và về mối quan hệ anh chị nha là chưa cái nào nó thuận lợi hết ừ. chưa cái nào thuận lợi hết anh chị và mình nói rằng là giờ, trời ông trời bất công với tôi à, sao tôi sống tốt thế tôi giúp đỡ nhiều người như thế à, nhưng mà tại sao tôi vẫn uh, uh, cái này cái kia cái nọ anh chị ừ. nhiều cái trong cuộc sống mình nó không được thuận lợi anh chị nha và thậm chí là mình thấy rằng là những cái lúc như thế thì mình không được vui luôn anh chị và thậm chí là mình thấy bố mẹ của mình ấy ông bà của mình ấy là gì? là sống cả một đời là hiền lành nhưng mà không thấy giàu chưa thấy, chưa thấy sự giàu có đâu hết thành mà lúc đó mình không biết lý do vì sao anh chị nha mình không biết là vì sao là như thế và anh chỉ có một cái câu nói mà khi tôi đọc được anh chị rất là thấm anh chị ghi lại cái câu tư duy này nha nếu mà bạn chưa đạt được cái điều bạn mong muốn nghĩ là có điều gì đó mà bạn chưa biết anh chị ghi là vỡ nha Và đóng khung lại anh chị nha suy nghĩ nếu bạn chưa đạt được cái điều mà bạn mong muốn ấy có nghĩa là có cái điều gì đó mà bạn chưa biết và rất là tuyệt vời anh chị khi mà tôi tham gia vào uh, môi trường câu lạc bộ tôi mới phát hiện ra rằng là mình đã hiểu được cái lý do vì sao mà bản thân mình cũng như là uh, những mối quan hệ mà mình quen biết anh chị thì uh, sống rất là hiền lành nhưng mà chưa có giàu là bởi vì mình uh, biết được uh, luật hấp dẫn thôi thì chưa có đủ anh chị nha khi anh chị biết về luật hấp dẫn anh chị sẽ gì có thể là những anh chị nó ứng dụng một cách nghiêm túc ấy, anh chị sẽ vui vẻ đúng không ạ à? làm chủ tâm trí của mình cảm xúc là vui vẻ tích cực thì mình sẽ đạt những cái thành công nhỏ nhỏ anh chị nha chứ mà về tiền là cái số tiền lớn nó chưa có được Vậy cái yếu tố anh chị cái yếu tố để mà chúng ta có thể tự do tài chính ấy, thì nó cần thêm một cái thứ rất là quan trọng nữa đó chính là mình cần phải có tư duy phải có được những cái suy nghĩ của những người thành công và giàu có thì cái lúc mà mình uh, lúc đó anh chị mình chỉ biết về luật hấp dẫn thôi chứ mình không có biết về tư duy của những người thành công mà dù có mình không biết những người thành công mà dù có Họ nghĩ gì luôn anh chị nha và luật hấp dẫn khái niệm về luật hấp dẫn là gì là cái gì có bên trong thì cái đó có bên ngoài anh chị cái gì có bên trong thì cái đó có bên ngoài đúng không ạ nhưng mà lúc đó anh chị nha cái gì mình muốn ở bên ngoài là gì anh chị ơi anh chị hãy nói tôi biết là anh chị đang mong muốn điều gì không ạ anh chị hãy comment lên khung chat uh, cho tôi biết cái điều anh chị đang rất mong muốn trong cuộc đời này là gì không ạ? À? Vâng, tự do tài chính, con gì nhớ không ạ? À? Tự do tài chính, con gì đó anh chị ơi. Giàu có, hạnh phúc khỏe mạnh, hạnh phúc bình an. Dạ vâng, tuyệt vời. Nhưng giờ tôi hỏi anh chị một câu rồi chúng ta đầu hồi suy nghĩ nha anh chị. Đầu hồi suy nghĩ nha. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vậy anh chị có biết những cái người mà đang có cái những những cái người á những những người mà họ có cái kết quả họ có cái phong cách sống họ có cái sự tự do tài chính họ có một cái cuộc sống hạnh phúc khỏe mạnh viên mãn bình an tự do tài chính Họ nghĩ gì không ạ? À? Họ đang nghĩ gì ta? Có anh chị comment là muốn trở thành chị Phú Đô La đúng không? ừ Rồi tôi hỏi anh chị Những cái người mà anh chị có biết Những cái người chị Phú Đô La họ nghĩ gì không? Rồi có một số anh chị bảo là Đây tiêu quá trời luôn nè Nhà cái xe đất đai đồ quá trời quá đất <laughs> Thế anh chị có biết là những cái người mà họ đang sở hữu cái cái điều mà các anh chị muốn Họ nghĩ gì không ạ à? Họ có những suy nghĩ gì không ạ à? Họ có những thói quen gì Họ có những kỹ năng gì Và họ có những cảm xúc gì Họ có những hành động gì Nếu mà các anh chị biết họ nghĩ gì Thì anh chị có kết quả rồi Anh, để, anh chị đang comment đó Nhưng mà nếu mà cái điều mà anh chị đang nghĩ ấy, anh chị comment anh khung chat đó là những cái điều mà anh chị nói là anh chị biết họ nghĩ điều đó thì anh chị đã có kết quả giống như họ rồi đúng hay rất đúng anh chị ơi ủa giờ anh tôi hỏi anh chị anh chị trả lời quá trời quá đất luôn nè sao chưa có kết quả giống như họ ta vậy có vẻ như là mình chưa có tới anh chị Tại vì nếu mà anh chị comment được câu trả lời Là tôi hỏi anh chị là họ nghĩ gì Anh chị trả lời được anh chị phải có cái điều giống như họ rồi Chứ đâu cần phải ngồi đây Và comment anh cung chat là, là 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 Mình muốn tự do tài chính Mình có nhưng mà nó chưa có tới anh chị Những cái điều anh chị biết ấy là những cái điều anh chị biết thôi <laughs> Nhưng chưa chắc đó là những cái điều Mới là anh chị nghĩ thế thôi chứ chưa chắc họ nghĩ thế được không ạ à? cho nên có mỗi câu nói tôi còn nhớ của một đa chị phú la có nói nếu bạn chưa có thành công ấy đừng tin bất kỳ suy nghĩ nào của bạn cả nếu mà bạn chưa có đạt được cái điều bạn mong muốn ấy, thì đừng tin tin bất kỳ một cái suy nghĩ nào của bạn ở trong tâm trí bạn hết tại bạn tin uh, cái bạn cố vấn uh, của bạn ấy, bạn cố vấn mà mấy chục năm qua bạn không cho đi học á nghe bạn đó là bán lú giống anh chị <laughs> toàn bàn lùi không à toàn bàn lùi thôi anh chị nha cho nên là đặc biệt đầu tiên anh chị được hấp dẫn là uh, cái gì có bên trong thì cái đó có bên ngoài thế giới bên trong thì tạo ra thế giới bên ngoài có rất nhiều anh chị cứ nghĩ là gì à? tôi muốn có cái nhà cái xe cứ nghĩ hoài à? muốn có 10 tỷ 20 tỷ nghĩ hoài sao không ra ta vậy có nghĩa là sao anh chị nếu anh chị chưa đạt được cái điều anh chị muốn có nghĩa là có điều đó anh chị chưa biết vậy có thể vậy có nghĩa là những cái điều anh chị đang nghĩ là anh chị chỉ nghĩ là anh chị muốn có cái đó thôi muốn có cái cái nhà cái xe cái sự theo tài chính thôi nhưng anh chị không biết được những cái người thành công ấy, những cái người họ có được cái kết quả đó. Họ đang nghĩ cái gì? Tại vì suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc và cảm xúc thì tạo ra hành động anh chị nha. Anh chị phải nghĩ đúng thì anh chị mới có những cảm xúc đúng được. Đầu tiên anh chị phải có những cái niềm tin đúng, những cái suy nghĩ đúng thì anh chị mới có những cảm xúc đúng và khi anh chị có những cái cảm xúc đúng thì anh chị mới có những cái hành động đúng và nó sẽ ra cái kết quả như cái anh chị muốn cho nên cái điều đầu tiên anh chị là bên trong của mình bên trong tâm trí của mình anh chị mình chưa hề có và cũng chưa hề biết những cái người mà họ có cái kết quả như mình mong muốn ấy họ có những cái suy nghĩ gì họ có những cái niềm tin gì họ có những cái tư duy gì nha anh chị nha nếu mà mình có những cái niềm tin suy nghĩ với những người giàu ấy thì mình có rồi. Ừ. Và đa số anh chị chúng ta thường uh, có một cái suy nghĩ như vậy nè. Ờ uh, làm bị chăm chỉ vất vả thì sẽ có nhiều tiền. Thì sau khi kiếm nhiều tiền rồi anh chị sẽ làm gì? Dạ vâng. Theo uh, thói quen á chính là tiêu xài trước. Có tiền về là thấy tiền vào và tiền ra. Ờ uh, trong số anh chị thấy uh, là lây hoay uh, Chúc, chúc sắp tới happy new year anh chị à. hôm nay uh, là ngày hai tháng bảy uh, âm lịch rồi còn năm tháng nữa uh, mới đây uh, tiếng hát uh, bài hát happy new year còn vang vẳng bên tai là chúc uh, năm mới hai còn vang vẳng bên tai anh chị chưa kịp tận hưởng hết nữa. <laughs> hết nữa là còn năm tháng nó hết không hai hai ba rồi và trong số anh chị chúng ta đã bao trong số anh chị chúng ta thấy rằng là một năm trôi qua tới cuối năm nó ủa tiền đâu à? tiền đâu ta làm quá trời đất mà thấy tiền thì không thấy đâu mà sao, sao thấy còn chưa dương nữa xong rồi cứ nghĩ năm đó là năm giờ rồi năm nay làm ăn không, không không có phát đạt không có thành công gì hết trơn mà rõ ràng mình thấy là tháng nào cũng có tiền thấy cũng kiếm tiền vành tráng không biết sao tiền nó đi đâu hết trơn rồi anh chị À, bởi vì sao anh chị biết không? À, bởi vì chúng ta có những cái uh, Chưa có những cái suy nghĩ của những người thành công Chưa có những cái thói quen của những người thành công Cho nên là Hoặc là anh chị đang có những cái niềm tin Chưa đúng đắn về tiền, về sự giàu có Anh chị biết không? Có những cái vô hình mà các anh chị không thấy Nhưng mà nó đang kiến tạo nên cuộc sống của chúng ta Ví dụ nhiều khi anh chị cứ nói là Chị yêu tiền lắm Chị là chị uh, chân chú ý đồng tiền lắm đó là những gì anh chị nói rồi nhìn những gì mình làm mới biết nha ừ. đúng rồi nhìn những gì mình làm mới biết anh chị nhiều anh chị nói chị yêu tiền lắm nhưng mà lúc, lúc mà ăn mừng thành công thì ngồi gì à? thẩnn thờ thờ thận anh chị nãy nhiều một số anh chị ngồi đọc thành công mà ngồi thận thờ luôn kiểu như là tiền ai chứ trả phải tiền mình mất mới thì phải ăn mừng thành công có không à rồi thậm chí là tiền về túi á Ờ, có khi người ta bảo trời ơi, sao tiền nhiều, nhiều, thế bảo có bao nhiêu đôi em ít xỉn đấy mà rồi nói anh chị ơi thấy ví dụ như mấy hôm nay thấy bác phạm nhật vượng lên top mười uh, 16 người năm uh, nằm trong top 16 người giàu nhất hành tinh nha có nhiều người rất ngưỡng mộ những người thành công mình thì cứ nói mình ngưỡng mộ người thành công đó mà bên trong mình sao thẳm mình là suy nghĩ vậy à? chắc là làm những gì không tốt nữa rồi <laughs> rồi sao anh chị lại có những niềm tin là gì ạ à? nói chung là khi mà chúng ta thấy là mình chưa có đạt được cái điều mình mong muốn anh chị thì nó có rất nhiều cái lý do anh chị nha. Và cái lý do mà nó bị gọi là ảnh hưởng nhiều nhất ấy nó chính là đến từ cái niềm tin của mình và cái suy nghĩ của mình về tiền bạc về sự giàu có. Về người thành công. Ừ. Nha anh chị. Nhiều khi mình ngộ nhận là mình yêu yêu quý người thành công, mình ngưỡng mộ người thành công nhưng mà nhìn vào túi tiền vào tài khoản ngân hàng anh chị anh chị biết ngay là anh chị sẽ, anh chị sẽ biết ngay anh chị có những niềm tin gì nhà không tin là nghĩ 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 nhẹ vô cái tài khoản ngân hàng thôi <laughs> nghĩ nghĩ vô cái túi cái ví của mình anh chị cái kết quả bên ngoài của anh chị về tài chính về sức khỏe về mối quan hệ đang phản ánh chính xác bên trong những gì những cái gì bên trong anh chị nghĩ được không ạ? À? Sức khỏe, tài chính và mối quan hệ anh chị ở bên ngoài đang như thế nào? đang phản chiếu chính xác cái niềm tin và suy nghĩ của các anh chị bên trong về khía cạnh đó. Vậy tất cả mọi thứ đến từ ai anh chị ơi? Đến từ mình. Vậy có dễ không ạ? À? Dễ nha. Cái gì mà liên quan tới mình là dễ lắm. Còn mà nằm ở nhà người ta hay là nằm ở bên bên người ta thì mới chưa dễ thôi. Còn cái gì nằm trên cái cơ thể của mình ấy. từ đầu trên tới ngón chân của mình là mình thay đổi được hết quan trọng chúng ta phải kiên nhẫn anh chị. Thay đổi những cái niềm tin đó, những cái suy nghĩ cũng như những cái thói quen mà đã chưa có hỗ trợ cho mình thành công ấy. Được không ạ? À? Cho nên là khi mà tôi tham gia vào môi trường câu lạc bộ anh chị. Cũng như là có khi mà tôi được học những cái kiến thức mà bây giờ bản thân tôi đang chia sẻ với các anh chị trong nhóm luyện huyện 90 ngày ấy. Tôi cũng phải đi học rất là nhiều anh chị nha ở trong cũng như ở ngoài và bắt đầu rồi giờ, tôi đã bắt đầu được cài đặt lại cho mình những cái nhiệt được cài đặt cho mình cái nhiệt kế tài chính cài đặt lại cho mình có một số anh chị hỏi tôi nhiệt kế tài chính là gì thì nhiệt kế tài chính đó chính là những cái suy nghĩ của mình anh chị cái tư duy cái niềm tin của mình ấy. Cài đặt sao từ cái nhiệt kế của cái người mà chưa có thành công về tài chính Thành nhiệt kế của người thành công về tài chính Giống như vậy nè anh chị Nếu như nhiệt độ trong phòng anh chị đi anh chị mở một cái máy điều hòa Nhiệt độ trong phòng anh chị bật là 16 độ Thì nhiệt kế sẽ cho thấy là bao nhiêu độ anh chị ơi nếu mà máy điều hòa, cái máy lạnh á, điều hòa là miền Bắc gọi là máy điều hòa, ở miền Nam gọi là máy lạnh anh chị nha. Thì khi mà anh chị bật uh, máy lạnh là 16 độ thì cái nhiệt kế anh chị để trong phòng đó nó sẽ đo cho anh chị thấy là cái nhiệt kế trong phòng là bao nhiêu độ à? Nhiệt độ của phòng là bao nhiêu anh chị ơi? 16 độ. Vậy ví dụ ở ngoài trời đi. Ngoài trời là đang đang chưa được mát lắm. Là 30 độ. Thì cái thì cái thì cái phòng á anh chị cái phòng mình đang mở nhiệt độ là 16 độ thì cái phòng của mình nó có bị ảnh hưởng bởi bởi cái môi trường bên ngoài không bây giờ anh chị để cái nhiệt kế trong phòng máy lạnh là 16 độ mà bây giờ ngoài kia 30 độ thì cái phòng của mình có bị ảnh hưởng bởi cái 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 thời tiết bên ngoài không, không anh chị nha anh chị đem cái nhiệt kế ra ngoài nó sẽ là 30 độ nhưng anh chị để trong phòng thì nó sẽ là 16 độ vậy điều này có nghĩa là gì anh chị hiểu không khi cái nhiệt kế anh chị là nhiệt kế của một người thành công và giàu có thì cho dù thị trường như thế nào anh chị cũng kiếm được tiền tại vì nó ảnh hưởng đâu đâu bị ảnh hưởng đâu anh chị đúng không à? Tại vì mình cứ để cái nhiệt kế đó trong phòng thôi thì nó cứ 16 độ thôi anh chị nó không bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố ở bên ngoài là thời tiết anh chị nha Cho nên cái điều, điều, quan trọng anh chị Chúng ta cần phải phát triển bản thân mình Trở thành một cái con người Mà có thể là kiến tạo Một cái cuộc sống như mình mong muốn Bất chấp thị trường anh chị Chứ mà anh chị nào nói là Em ơi lúc mà chưa có um, Hai năm uh, chưa có hai, Chưa có bạn Covid bạn đến ấy Chú đó chị làm ăn kinh doanh nó phất lên như dừa gặp gió rồi đó. Tự nhiên hai năm bạn nó đến cái xong rồi chị uh, héo mòn luôn. Sao số của chị nó không hơn vậy em, mình nói nha dạ, vậy không không phải đâu, do tư duy với anh không phải do số chị, là mình có số nào, là chúng ta đã học về cái tư duy là tôi làm chủ cuộc đời của tôi rồi anh chị nha, tất cả mọi thà, mọi cái đến với cuộc đời của mình là do mình quyết định, không có số nào đâu anh chị, anh chị đừng có đi coi thầy bói nha, rồi đừng có coi số này số kia rồi mệnh này mệnh kia. Tại vì quy luật của cuộc sống anh chị là quy luật của niềm tin. Anh chị tin sao cuộc sống anh chị sẽ diễn ra như thế à? Anh chị mà tin sao não bộ anh chị nó sẽ bé công hết tất cả mọi thứ để mà đi theo cái điều anh chị tin và cho anh chị thấy những gì những gì anh chị tin. Nếu hôm bữa mình làm cái quy trình ấy. rõ ràng cái mắt kính màu đen thấy rõ ràng như thế tôi bảo đi kiếm cái đồ vật màu nâu nhìn một hồi cái thấy cái kính của màu nâu luôn thấy cái tháp Eiffel cũng màu nâu mà rõ ràng nó màu đồng anh chị nha màu đồng cho nên anh chị tin ấy phải được nên anh chị phải hiểu được rằng là sức mạnh của não bộ mình ấy, nó rất là tuyệt vời anh chị nhưng nếu mà các anh chị không học cái cách, cách sử dụng ấy thì anh chị sẽ không tận dụng được cái sức mạnh phi thường bên trong mình để giúp cho mình đi nhanh hơn tới, tới đi nhanh hơn tiến tới mục tiêu của mình mà nó toàn kéo mới lại không à? nó ghi mình lại anh chị được không ạ cho nên là khi mà tú được học từ những người thành công anh chị và mình bắt đầu được cài đặt lại cái nhiệt kế tài chính cài đặt lại những cái suy nghĩ những cái tư duy và mình được rèn luyện những cái thói quen những cái phẩm chất của người giàu có và tôi kết hợp với cái việc ứng dụng luật hấp dẫn rồi thuận theo các quy luật vũ trụ anh chị như là quy luật trong ngoài nè cái gì có bên trong thì cái đó có bên ngoài anh chị nha và khi tôi hiểu được quy luật vũ trụ anh chị là quy luật trong ngoài là cái gì có bên trong cái đó có bên ngoài thế là tôi rất là nghiêm túc trong cái việc cài đặt lại tư duy của mình tại vì bên trong tạo bên ngoài mà bây giờ muốn thay đổi cái đó bên ngoài thì cần phải thay đổi cái bên trong cho nên tôi đang ngay lập tức anh chị thay đổi ngay sắp xếp lại ngay cái dữ liệu rồi cái hệ thống thông tin bên trong tâm trí của mình bởi vì cái hành động của mình được được quyết định bởi cái điều gì anh chị ơi cái hành động của mình được quyết định bởi suy nghĩ của mình thế nếu mà suy nghĩ của mình là suy nghĩ chưa được thành công chưa được hỗ trợ cho sự thành công lắm thì cái hành động của mình khả năng là chưa được an toàn anh chị nha đó vì sao mà anh chị thấy rằng là khi mà chúng ta chưa có những cái tư duy đúng đắn về kinh doanh, về đầu tư chúng ta hay gặp những cái cơ hội không được tốt. Ừ. Nha anh chị. Cho nên là có nhiều chị hay nói với tôi như vậy nè. Em ơi sao chị hay chị sống tốt đó Dạ vâng không ai sống không tốt hết trơn á Ai em sống tốt anh chị nha Mà sao chị gặp toàn mấy cơ hội không có tốt mà Dạ vâng tôi mới trả lời câu rồi Những anh chị nào hay hỏi mấy câu này tôi trả lời anh chị nghe Ở Khi nào anh chị bớt tham Bớt tham đi tự nhiên bớt gặp thôi anh chị nha Tại vì mấy cơ hội không tốt á, nó chỉ có thể là À, tập trung cũng như là hấp dẫn được khi mà chúng ta mong muốn cái gì đó nó đi cái cái gì đó nó nhanh đó anh chị mà không cần phải làm nhiều kiểu như ăn liền mì ăn liền anh chị cho nên là trong các buổi dưng thì Tuấn hay nhắc nhở các anh chị chúng ta phải tỉnh táo lên nha không có cái gì mà mà tự dưng ngồi à, ngồi không ăn bát vàng đâu anh chị cơ hội anh chị cơ hội thì ở trên thế giới này không có thiếu chỉ thiếu nhân tài thôi quan trọng anh chị có đủ năng lực để mà nắm bắt những cái cơ hội tốt để anh chị triển khai và hành động để giúp cho mình trở nên thành công và giàu có hay không cho nên cái việc của mình đó anh chị nếu mà mình đang chưa thành công về tài chính ấy, cái việc của mình bây giờ không phải là nãy có một số chị có một bà chị nhắn tin có một chị một vài anh chị nhắn tin cho tôi như vậy nè Ờ à, em ơi Giờ chị đang uh, bế tắc quá Chị đang muốn kiếm một công việc gì đó Làm để gia tăng thu nhập Thì uh, chị phải làm Bây giờ em thấy công việc nào ok Chị chị làm với Nói anh chị nghe nè Một khi anh chị không biết bơi ấy, Thì anh chị bơi ở cái biển nào Nó cũng chìm hết trơn ấy. Một khi mà anh chị không biết kinh doanh ấy, Thì anh chị uh, kinh doanh cái gì Nó cũng không có thành công đâu nha và một khi anh chị đã kiểu như là sao à? chị muốn gia tăng thu nhập hay là công việc hiện tại của chị đang không có được không có mức thu nhập như chị mong muốn đúng không Nghĩa là năng lực của chị chỉ tới đó thôi nên là lương thu nhập của mình chỉ tới đó thôi nếu mà anh chị nhảy nhảy sang công việc khác thì lương cũng không có hơn được đâu anh chị thậm chí nó còn thấp hơn nữa cho nên là khuyên của tôi dành cho các anh chị anh nên học bơi đi ạ à. Học bơi xong mà hãy bơi nha chứ bây giờ học không học bơi thì bơi ở biển nào cũng chìm hết trơn Cho nên thời điểm này anh chị là thời điểm vàng cơ hội cũng nhiều nhưng mà rủi ro cũng nhiều và cơ hội sẽ dành cho những người có sự chuẩn bị về trí tuệ, về tiềm lực, về năng lực, về tài chính, nguồn lực về tiền anh chị, về kiến thức, về tư duy, về tầm nhìn. Và rủi ro sẽ dành cho những người không chịu đầu tư cho bản thân trí tuệ, kiến thức cho cái bộ não này nè mà chúng ta chỉ muốn kiếm tiền thôi. Thì ra chỉ gặp mấy cơ hội không được tốt anh chị. Cho nên chỉ thay đổi bao nhiêu công việc anh chị có nhảy việc làm công việc A, B, C chăng nữa thì thì sao à? Nó cũng không thay đổi được cái thu nhập của anh chị đâu. Trừ khi anh chị thay đổi cái bên trong của mình. Tại vì bên trong tạo ở bên ngoài mà. Rốc rễ thì tạo nên hoa trái. Cho nên chúng ta cần phải đi từ gốc rễ đi lên anh chị nha. Mà câu hỏi đúng anh chị nên hỏi là làm thế nào để mình có thể trở nên uh, chị cần phải học cái gì chị cần phải làm cái gì để chị có thể giờ uh, có được những suy nghĩ của những người thành công để mà có thể là trở nên thành công và giàu có. Thì nếu mà các anh chị cứ uh, hỏi làm cái gì tôi nói thật anh chị là không phải là làm cái gì mà là ai làm nhiều anh chị nói em ơi em làm gì cho chị làm với dạ vâng tú làm được cái chị có làm được không tại vì trong ngành của tú anh chị cũng có nhiều người hợp kinh doanh giống với tú á à, nhưng mà cũng có rất nhiều người thành công em cũng có rất nhiều người họ đó thành công đó nên là không phải là làm cái gì anh chị nha mà là ai làm ừ. cái người làm đó họ có tư duy gì anh chị, có gì suy nghĩ gì cảm xúc gì và họ có những cái kỹ năng gì được không ạ? cho nên là hôm nay chúng ta có một cái tư duy cũng rất quan trọng anh chị. mỗi ngày chúng ta sẽ đi qua một tư duy anh chị nha. và điều của anh chị cần phải mỗi lần mà các anh chị học xong mỗi ngày anh chị học xong một cái tư duy ấy, là vì của chúng ta cần phải hỏi là làm mình cần phải ứng dụng tư duy này như thế nào và các anh chị cần phải ứng dụng mỗi ngày để biến cái tư duy đó trở thành tư duy của mình. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ biết về sức mạnh tiềm thức thôi ấy, thì vẫn chưa đủ rồi. Biết tiềm thức thôi hút tiền, hút được tiền anh chị nha. Nhưng mà nếu không có tư duy của những người thành công và giờ có là anh chị sẽ không quản lý được tiền đâu. Thì số tiền đó, nó cũng sẽ đi thôi anh chị. Đúng không À, ờ, nên là mà chúng ta muốn hút tiền Chúng ta muốn giữ được tiền, hút được tiền rồi phải giữ được tiền và nhân tiền, anh chị phải biết cách nhân tiền nữa. Chứ không mà mọi thứ sẽ quay trở lại không. Bởi vì khi anh chị không có đủ tư duy thì tiền đã đến nhưng mà nếu mà năng lực giữ tiền chúng ta không có phải là năng lực giữ được số tiền đó. Thì bằng một cách tuyệt vời đó anh chị vũ trụ sẽ làm cho chúng ta vơ dần số tiền đó nó về đúng với cái năng lực mà chúng ta có thể quản lý được cái số tiền mà chúng ta có thể quản lý. Bao trong số anh chị nắm được cái điều tôi vừa nói của mình, số một nghìn đi ạ. À. đúng không ạ cho nên thành ra là khi mà các anh chị tham gia vào câu lạc bộ mình ấy, thì sao anh chị thì câu lạc bộ chúng ta uh, gọi là thiết kế cho các anh chị cái lộ trình là từ a tới z là chúng ta sẽ song song phát triển cả hai thứ đó chính là tiềm thức uh, Sức mạnh tiềm thức được hấp dẫn và cả tư duy của những người thành công anh chị nha để làm sao mà chúng ta có thể là gì à? uh, thu hút được tiền rồi mình phải có được tư duy của những người giàu rồi mình à? dùng số tiền đó mình sinh ra được nhiều tiền hơn mình sinh sôi được nhiều tài sản hơn. Được không anh chị ơi? Rồi, và chúng ta sẽ đi qua tiếp tục một cái tư duy nhỏ anh chị. Đó chính là gì ạ? Người giàu thì họ đứng cao hơn cái vấn đề của họ. Người giàu anh chị thì họ đứng cao hơn vấn đề của họ. Còn người chưa giàu thì họ đứng thấp hơn những vấn đề của họ. người giàu anh chị nha sẽ đứng cao hơn vấn đề của họ còn người chưa giàu thì họ sẽ đứng thấp hơn những cái vấn đề của họ các anh chị thấy thường thường các anh chị nha như tối hồi hồi xưa cái lúc mình chưa có thành công thì mình hay né tránh vấn đề gọi là mình hay né tránh vấn đề mình đặt ra những cái mục tiêu anh chị nhưng mà trên hành trình mình làm ấy chỉ cần mình gặp cái điều đó mà không thuận lợi thôi là mình Quay xe ngay anh chị, quay đầu ngay Và cái câu cửa miệng của mình là gì anh chị ơi Khó bỏ qua <laughs> Khó bỏ qua anh chị bao trong số anh chị cũng từng giống như tú à Là khi mà trên hành trình mình đi nhé chung mà hơn cực khí thế Muốn thành công giàu có, muốn thay đổi cuộc sống á. Nhưng mỗi lần mà thấy gì nó hơi khó khó nha Tự nhiên cái thôi khó bỏ qua, bỏ qua Quay đầu rồi anh chị Nên thành ra anh chị khi mà trên hành trình mình đi qua Mình gặp những cái điều mà không thuận lợi là đa số chúng ta đều lựa chọn là sự từ bỏ hoặc là mình đổi mục tiêu anh chị hoặc mình theo dõi mục tiêu của mình sang mục tiêu khác. Tại vì cái mục tiêu kia mình nhắm mình làm không được. Nhưng mà thói quen của những người thành công anh chị đây là bí quyết của những người thành công nè. Thay vì mình sợ hãi, mình quay đầu với những cái vấn đề thì bí quyết của những người thành công anh chị đó chính là họ hiểu được rằng tất cả mọi cái điều thử thách tất cả một cái vấn đề đến với cuộc đời của họ những cái điều mà chưa được thuận lợi đến với cuộc đời của họ là để giúp cho họ thành công hơn và họ hiểu được rằng là họ cần phải phát triển bản thân của họ đứng cao hơn bất kỳ cái vấn đề nào anh chị ghi lại giúp tú cái câu này và đóng khung anh chị nha đó chính là chúng ta cần phải phát triển bản thân của mình để mình có thể đứng cao hơn bất kỳ vấn đề nào đây là bí quyết thành công anh chị nha bí quyết của những người thành công không phải là họ lẫn tránh đâu à không phải là họ chung bước đâu anh chị không phải là sợ hãi khi đứng trước vấn đề mà bí quyết của những người thành công ấy là họ hiểu được rằng họ cần phải phát triển bản thân của họ cao hơn bất kỳ một cái vấn đề nào đây là thói quen của những người thành công, những triệu phú đô la và tỷ phú đô la anh chị nha. Ví dụ như là nấc thang từ 1 tới 10 đi. Các anh chị tưởng tượng rằng là à, bây giờ các anh chị đang đứng ở cái bậc thang thứ hai của cái nấc thang về cái độ mạnh mẽ của mình. Ấy về tính cách và thái độ và mình đang gặp một cái vấn đề nó mức thứ năm thì mình sẽ làm như thế nào nếu mình đang đứng ở mức thứ hai mà mình thấy cái vấn đề mức thứ năm thì tất nhiên là các anh chị sẽ thấy gì nó to hơn mình nó lớn hơn mình như quả núi vậy đó và mình thường mình sẽ không có biết cách làm thế nào để mình vượt qua và mình cảm thấy sao anh chị ơi không có được dễ chịu và không có được thuận lợi Nhưng mà nếu các anh chị tưởng tượng là chúng ta đang đứng ở bậc thang thứ năm Nhưng cái vấn đề đó ở mức thứ hai thôi Thì cái đó có còn là vấn đề nữa anh chị ơi Giờ các anh chị đang đứng ở bậc thang thứ năm Cái vấn đề anh chị gặp đang đứng ở bậc thang uh, thứ hai Thì lúc này cái đó còn có phải là vấn đề của mình nữa không anh chị ơi Không, chuyện bình thường mà Bởi vì sao? Vì mình đã có trí tuệ rồi anh chị mình có được cái sự hiểu biết nên là mình sẽ giờ đi qua nó rất là dễ dàng đi qua nó rất là nhanh anh chị nên cái chìa khóa ở đây anh chị nha khi anh chị gặp một cái sự việc nào đó mà anh chị không biết xử lý tại vì ngày xưa mình né tránh mình sợ hãi thì bây giờ mình cần phải chỉ tay vào chính bản thân của mình chỉ vào chính bản thân của mình đấy. và mình nói với chính bản thân của mình rằng là gì vậy? tôi cần phải phát triển bản thân của tôi phải cao hơn tôi cần phải phát triển bản thân của tôi phải đứng cao hơn bất kỳ vấn đề nào đúng không ạ phải chỉ tay vào mình chứ không phải chỉ tay ra ngoài kia là than vãn là sao khó thế rồi à, bất công này kia anh chị nha sao thế này thế kia không phải à, khi anh chị gặp những cái điều không thuận lợi về tài chính về mối quan hệ hay về công việc hay sự nghiệp hay bất kỳ một khía cạnh nào đó anh chị mà anh chị gặp anh chị cảm thấy là mình bí anh chị nghĩ là mình thấy mình đang chưa có được cái giải pháp chưa có được cái hướng đi chưa có được cái câu trả lời cho cái cái khía cạnh này cho cái vấn đề hiện tại mà mình đang gặp việc của mình ấy là không phải chỉ tay ra ngoài kia cũng không phải là tập trung ở ngoài kia mà việc của mình là chỉ vào mình nè à. là nói rằng là gì tôi cần phải phát triển bản thân của tôi à, phát triển bản thân của tôi lên đứng cao hơn bất kỳ vấn đề nào khi mà các anh chị gặp một cái vị đó mà nó ở trong cuộc sống của mình ấy, mà anh chị thấy là nó quá là lớn nó lớn như quả núi ấy, thì có nghĩa là anh chị phải hiểu được rằng là mình đang rất nhỏ bé vậy thôi Chứ theo anh chị nha những điều anh chị gặp ấy trên hành trình anh chị đi đến thành công ấy thì những người thành công họ có đi qua chưa đúng hỏi anh chị nha những cái điều anh chị gặp trên hành trình anh chị đi đến thành công ấy, thì những cái người thành công họ đã đi qua chưa đúng rồi có một chị nói Chị với tốn mà tôi nghe tôi buồn cười lắm tôi chia sẻ anh chị tôi chỉ cho chị cái hướng để chị giải quyết được cái vấn đề cho của chị chị mới nói tôi như vậy nè em không hiểu được đâu cái vấn đề của chị nó không giống qua hết trơn nó nó khác biệt lắm chị cảm nhận cũng như là cả thế giới này có mình chị bị nó nói dạ vâng đâu có đâu chị <laughs> chị đừng nghĩ thế tại chị nghĩ thế thì chị 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 nghĩ sao nó y chang vậy đâu có cái gì tự nhiên đâu những cái gì mà anh chị gặp ấy tôi khẳng định với anh chị nha tất cả những vấn đề anh chị đang gặp đều có câu trả lời hết Điều có luôn anh chị nha Quan trọng anh chị có Gửi tín hiệu chưa Gửi tín hiệu cho vũ trụ chưa Quan trọng anh chị có gửi tín hiệu cho vũ trụ hay chưa thôi Còn nếu mà chúng ta có tập trung Chúng ta ngồi chúng ta than hoài là không ra Không có ra được cái kết quả đâu anh chị nha Mình cứ ngồi mình than hoài cho ra kết quả đâu Thay vì như thế anh chị phải đặt câu hỏi là giờ Ngay bây giờ ngay lúc này Tiềm thức và vũ trụ cho tôi câu trả lời nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng hơn nhất. Đối với cái mục tiêu này hay cho tôi câu trả lời với cái mục tiêu này. Được anh chị ơi. Những anh chị ơi, chúng ta nghe rõ thì các nghe rõ nha. Nãy giờ mọi người vẫn nghe rõ bình thường. Có hai bạn vào muộn xong bảo phòng dung nghe nhỏ xíu. <laughs> vào muộn còn la làng anh ơi. mình vào muộn à mình nghe không rõ là do mình nha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều cho nên những cái điều anh chị gặp như là trong kinh doanh hay trong mối quan hệ trong gia đình trong sức khỏe trong cuộc sống tất cả luôn anh chị ngày trước tôi cũng từng nghĩ nha anh chị trời sao khó quá ta trời không biết ai trả lời cho mình không trời không biết cái này có ai từng gặp chưa để mà hỏi mình cứ nghĩ như thế anh chị nhưng mà khi mà tôi đọc sách ấy, và gặp gỡ những người thành công ấy, thì mới nhận ra rằng là giờ ôi rồi ơi này do mình mang tâm lý này mình mình lúc đó mình đang mang tư duy nạn nhân anh chị không có cái vấn đề gì mà trong cuộc đời này mà không có con đường anh chị nha không có đâu anh chị không có điều gì tự nhiên sinh ra và cũng không có điều gì tự nhiên mất đi định luật gì anh chị ơi Định lực bảo toàn năng lượng. Bây giờ hạt bắp anh chị gieo xuống đất ấy, nó sẽ lên cây bắp. Cây bắp nó sẽ ra quả bắp. Quả bắp xong người nông dân thu hoạch rồi và họ bán cho những cái người mà kinh doanh. Những người kinh doanh sẽ bán cho những người khách hàng có nhu cầu ăn bắp. Nhưng mà khi anh chị đào cái cái cây bắp lên anh chị có thấy cái hạt bắp không? Không. Nhưng nó vẫn ra cây bắp nó là không có điều tự nhiên sinh ra mà cũng không có điều tự nhiên mất đi anh chị nha. Những cái vấn đề của anh chị gặp không có tự nhiên sinh ra. Và nó cũng sẽ không tự nhiên mất đi nếu chúng ta không có cái hướng để thay đổi nó. Được không ạ? À? Cho nên anh chị, những cái người thành công ấy và giàu có họ lựa chọn cái sự phát triển. Khi họ gặp cái vấn đề đó mà họ không biết cái cách xử lý thì họ biết được rằng là họ nhỏ bé hơn cái vấn đề đó và họ biết được rằng là cái lúc này là cái lúc họ cần phải phát triển tại, tại vì đây là cái tín hiệu vũ trụ nhắc là nhắc nhở họ là gì phát triển anh tiếp đi phát triển anh tiếp đi rồi bạn sẽ đạt được cái điều bạn mong muốn chứ thường những người thành công bao giờ có họ không có bỏ cuộc đâu anh chị họ không có chùm bước và họ không có dừng lại đâu bởi vì đây không phải là thói quen của họ nên là anh chị cũng như thế khi mình cảm thấy là mình đang gặp một cái vấn đề nào đó nó lớn thì mình phải tự nói với chính mình là gì vấn đề nằm ở tôi vấn đề nằm ở tôi vấn đề nằm ở tôi anh chị nha và việc của tôi là cần phải phát triển bản thân của mình việc của tôi là cần phải phát triển bản thân của mình lên để mà tôi có thể đứng cao hơn cái vấn đề cho nên là anh chị biết tại sao mà khi mà các anh chị tham gia các cái buổi zoom của câu lạc bộ, chúng tôi hay nói với các anh chị rằng là chúng ta hãy ghi chép livestream, nếu mà ghi chép livestream ấy thì hãy chép ghi chép livestream từng câu từng chữ, thì khi đó anh chị sẽ có một cái cuốn sổ bí kíp để anh chị có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình, các anh chị phải ghi chép từng câu từng chữ, chứ đừng có chỉ ghi chép vào ý của mình nha có nhiều anh chị là ghi ý chính xong rồi tự ngồi tự suy diễn anh chị ngồi ghi ý chính thôi xong rồi nghe nghe cái phần mà tôi nói xong rồi tới lúc mà gặp cái trường hợp đó tự ngồi suy diễn theo ý mình không phải khi mà các anh chị ghi, ghi chép live từng câu từng chữ ấy, thì theo một cái nghiên cứu khoa học ấy nếu mà cái tay của anh chị mà cầm vào cái viết anh chị viết xuống giấy thì những cái tư duy, những cái niềm tin đó Nó sẽ vào trong tầng tiềm thức của anh chị rất là nhanh Nha anh chị nha Nên là có một cái câu nói của những cái người thành công bây giờ à? Một trí nhớ tốt thì cũng không bằng một cái bút chì cuồn anh chị Cái bút ấy, cái chì cuồn ấy Nghĩa là ghi chép nó vẫn hay hơn là anh chị bỏ gì à? Chị nhớ lắm, em ơi, em yên tâm Chị nghe, chị nghe một lần là chị nhớ luôn Dạ vâng Dạ thì nhớ luôn lúc này là đúng rồi Nhưng mà chút xíu nữa hai tiếng sau có nhớ không thì em không biết à Cho nên là theo nghiên cứu khoa học anh chị Cái việc mà chúng ta cầm cái bút Viết xuống Giống như cái việc mà các anh chị viết mục tiêu ấy Thì những cái tư duy kiến thức đó Nó sẽ vào trong tiềm thức của mình nhanh hơn Nhanh hơn anh chị nha Nhanh hơn cái việc mà chúng ta đánh máy Hoặc là chúng ta gì ạ à? ghi trên laptop hoặc điện thoại. Và khi mà mỗi khi mà các anh chị ghi chép livestream thì sao ạ? À? Mình gia tăng được cái sự hiểu biết của mình lên. Mình phát triển bản thân của mình lên rất là nhanh anh chị. Nên khi mà cái hành trình anh chị tiến về phía trước ấy, để anh chị đạt được cái mục tiêu của mình ấy thì mỗi lần mà anh chị gặp những cái vấn đề đi à, chẳng hạn như là mỗi ngày anh chị phát triển lên đầu tiên anh chị sẽ lên nấc thang thứ hai sau những cái ngày sau mình sẽ lên nấc thang thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thì những cái vấn đề anh chị gặp ấy một hai ba bốn ấy, nó sẽ như thế nào à mình sẽ cảm thấy nó rất là bình thường nó rất là bình thường anh chị nha và khi mà mỗi lần anh chị rèn luyện mình ấy gia tăng cái trí tuệ của mình lên anh chị thì cái sự hiểu biết anh chị nó cũng sẽ được mở rộng ra và khi đó cái thái độ của chúng ta anh chị cái thái độ của mình đối với những cái sự kiện cũng như cái cái sức mạnh anh chị sức mạnh tính cách của mình nó cũng sẽ được tăng lên và nâng lên cao hơn rất là nhiều khi mà sự hiểu biết của chúng ta tư duy của chúng ta anh chị mà cao lên nha thì cái sức mạnh tính cách của chúng ta nó cũng sẽ được nâng lên cao anh chị thái độ của mình cũng sẽ được nâng lên cao Nên mỗi khi mà các anh chị gặp những cái vấn đề mà nó nằm ở 1, 2, 3, 4, 5 ấy, Thì bây giờ mình đang ở mức 6 rồi, mình yên tâm anh chị Xong mình lên mức, mức 7 Thì anh chị thấy là chờ anh chị đi qua những cái 1, 2, 3, 4, 5 nó rất là nhanh Nha anh chị nha Thế nên một số anh chị cứ bảo là Ghi chép live à, stream từng câu từng chữ đi Nhưng mà có nhiều anh chị bảo là thôi chị không làm đâu Nếu các anh chị không làm thì cái mức tư duy của các anh chị nó vẫn ở mức số 2 thôi những tháng sau nó vẫn ở mức số 2 anh chị nha. Và tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 nó cũng ở mức số 2. Và cho đến khi trên hành trình anh chị đi, anh chị bắt đầu gặp những cái điều, những cái vấn đề ở mức 3, 4, 5. Bắt đầu anh chị la làng. Em ơi giúp chị với em ơi em. Im nãy có bạn á. Chúng mày vui tới giờ giùm mày la làng lên chị ơi chị tôi nói chị về gì này lên dung rồi <laughs> nhắn tin sâu nha. cứ hỏi tôi mãi cái vấn đề đó mà tôi đã nói là trong livestream trả lời hết này. cho tôi hỏi có những anh chị nào khi chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó một cái thử thách nào đó mà khi đó anh chị bắt đầu anh chị chép live stream thì anh chị có câu trả lời trong livestream luôn cho lúc anh chị chờ nhóm trưởng anh chị trả lời Nhóm chủ anh chị bận quá trả lời chưa kịp. Cái tự nhiên anh chị lon ton mở livestream lên chép. Và trước khi chép ra quyết định anh chị nha. Trước khi chép vào ra quyết định cái cái kết quả mà các anh chị muốn muốn có được thì mình chị chép livestream. Thì tự nhiên trong lúc chép nó có câu trả lời luôn anh chị. Đúng hay đọc sách tôi cũng như thế, trước khi đọc sách là phải ra quyết định. Về cái kết quả mình mong muốn. Cái kết quả mình mong muốn anh chị nha cái tự nhiên trong lúc mà mình đọc sách cái nó ra câu trả lời luôn hoặc là tự nhiên là tôi nghe được một ai đó họ cho họ nói mình một cái thông tin nào đó anh chị đúng rồi phải tập trung mà có anh chị chép hay anh chị học nhưng mà uh, người ở đây nhưng mà tâm hồn ở đâu á thì không có nghe được cái sự dẫn dắt của tiềm thức đâu à cho nên là nếu mà chúng ta không phát triển mình lên ấy, mình cứ giữ mình ở mức số 2, mình trung thành với số 2 anh chị. Cái xong mà đến khi mà các anh chị gặp những cái vấn đề 3, 4, 5, đầu la lên ôi sao chuyện này lại đến với tôi thế này thế kia rồi giờ tôi hỏi anh chị nha giờ anh chị la làng bao nhiêu năm nay nó có giải quyết được vấn đề không đâu đâu anh chị là chúng ta hay có thói quen là mỗi lần gặp vấn đề là than đâu kể đâu la lối rồi hết kể người này tới kể người kia và tức cứ tưởng là kể với người ta là người ta sẽ dạy người ta sẽ cho mình cái hướng giải quyết nhưng mà anh chị ơi <laughs> mối quan hệ anh chị giống như cha anh chị luôn <laughs> ừ, mối quan anh chị y chang anh chị luôn anh chị đi hỏi cũng như không hỏi xong người ta rất gật đầu anh chị ừ. chị thấy hợp lý á cũng được ấy mà mình nên tính hỏi lời khuyên mà bảo mình mình hỏi được không chị thấy cũng được em cứ làm thử xem sao câu trả lời chất quốc đang tính tìm người đồng cảm để mà có động lực để mà hành động mạnh mẽ anh chị qua hỏi hàng xóm hỏi người nhà gật đầu nhận được cái gật đầu anh chị xong hỏi em thấy chị quyết định về được không dạ em thấy cũng được chị cứ làm thử xem sao nghe tới làm thử xem sao thấy không ổn rồi đó thấy là bất ổn rồi đó anh chị nha cho nên là anh chị vì của chúng ta là anh chị là làm bao nhiêu năm nay nó không có giải quyết được nha anh chị cho nên là thành ra là gì ạ? Dạ? Thành ra là gì anh chị? Càng than nó càng bị. Xong càng bị là càng than. Xong mình hỏi sao chị than hoài á. Em cứ nghe chị than hoài. Sao chị không than được trong khi những điều nó đến với chị hoài. Và dạ không phải là do anh chị than nó mới đến với anh chị á. Xong đổ thừa cho gia đình của mình Lạ lắm nha. Tôi không biết sao nữa. Chắc là do cái thói quen của chúng ta anh chị. Là có cái thói quen mỗi lần mà không có một cái thử thách nó đến mà mình không có giải quyết được là mình hay tìm cái người nào mà gần mình nhất ấy mình chúc giận coi như là tới công chuyện ngay người nào mà gần mình nhất nha là tới công chuyện với mình rồi đó không à? hết đổ lỗi tới người nhà xong rồi tới bạn mình xong rồi tới thị trường xong rồi tới thời tiết xong tới chồng mình Sếp mình vợ mình có mình và anh chị ơi cái chiến lược mà chúng ta thay như thế bao nhiêu năm nay nó không có hiệu quả nó không làm cho chúng ta có kết quả anh chị đúng không ạ thì mình nếu mà có kết quả là nó phải có lâu rồi cho nên, anh chị ơi Đừng than nữa nha anh chị nhìn một cái điều rất là vi diệu anh chị mà bắt đầu từ ngày hôm nay á anh chị mà bớt đi hạn chế xong mà giảm 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 được rồi xong bỏ luôn anh chị mình bớt than bớt đổ lỡ mình bớt trách móc ấy tự nhiên anh chị thấy cuộc sống anh chị nó Năng lượng lắm Nó bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu tốt đẹp lên anh chị Vì mình thấy là yêu đời lắm anh chị nha Mặc dù tôi chưa nói về khía cạnh là Có những sự bước phá gì về tài chính nha Nhưng tự nhiên anh chị thấy mọi thứ nó rất là hành thông Chồng mình, gia đình mình, vợ mình, con cái mình Tự nhiên cũng dễ dàng, dịu dàng với mình luôn Còn biết sao mà, mà Lúc trước là cứ hay cọc cằn với mình ấy rồi mọi người xung quanh giống như mình cảm thấy là hôm nay cứ khó ở sao á. Và khi mà chúng ta bớt than anh chị và bắt đầu nhận trách nhiệm về mình anh chị có rất nhiều những cái điều vi diệu sẽ đến với cuộc đời với cái cuộc đời của anh chị luôn. Giống như chiều hôm nay tôi nghe chị bạn của tôi chia sẻ à, chị nhắn tin với tôi là chị đã thu hồi được một cái khoản tiền 200 triệu anh chị 200 triệu mà chỉ mới học với Tú là được một tháng rưỡi là khi mà chỉ vào dung chị học ấy chị bắt đầu tập trung vào cái điều chị muốn tập trung vào cái mục tiêu chị muốn anh chị nha và bắt đầu thay đổi những cái thói quen cũ của mình trở thành những thói quen mới của những người thành công ấy. dậy sớm đọc sách nè nghe ghi chép livestream nè và không uh, gọi là không không gì anh chị nghĩa là không còn than vãn mà không còn tập trung vào những cái chuyện ở bên ngoài nghĩa là chuyện của mình là chuyện của mình chuyện của người khác là chuyện người khác không có bàn tán không có đánh giá không có gì hết trơn ấy. và chỉ tập trung gia tăng tư duy anh chị nha và chị cũng tham gia hai cái nhóm rèn luyện 90 ngày về doanh nhân và cái điều tuyệt vời là tự nhiên có một cái người khách hàng mà là mua hàng với chị lâu rồi và giữ qua với là chưa gửi cho chị 200 triệu về tiền hàng nhưng mà chị nghĩ cái người này chắc thấy người ta chưa có dễ dàng người nói chung nghĩ dùm á nghỉ dùm, ấy, nghỉ dùm anh chị xong rồi cũng thương không dám đòi cái chị cũng để qua một bên nhưng mà một điều rất là tuyệt vời tiền Tuy cái đây một hai hôm người ta gửi cho chị nghĩa là người ta chuyển tiền cho chị luôn xong người ta mới nhắn nha em ơi anh gửi cho em 200 triệu tiền hàng đó em kiểm tra xem tiền qua chưa tuyệt vời luôn anh chị học một tháng rưỡi tuyệt vời cho nên anh chị với ông khi anh chị phát triển bản thân mình lên ấy. Lên thì gọi là Lên một cái nấc thang mà nó cao hơn cái vấn đề mà anh chị đang gặp ấy. Thì tự nhiên những cái điều mà anh chị đang gặp ở phía Anh chị đang lùm xùm dưới đây nè Ví dụ như những cái vấn đề anh chị đang gặp nó dưới đây mà anh chị cũng đứng chung với nó thì Rối như cái mớ bồng bông rồi đó Giờ <laughs> anh chị đi lên đi Anh chị lên đi Anh chị lên đi thì mấy cái vấn đề nó không Mình không gặp những cái vấn đề nên anh chị Mà những cái vấn đề nó mình cũng sẽ biết cách giải quyết luôn đấy cái mình cứ đứng đây dính à, chùm với nhau ở đây nè anh chị mình gì à, vấn đề rồi mình với vấn đề cứ gì à. đổ qua đổ lại đẩy qua để lại cái dính chùm nhau luôn rớ rối, rối như mối bồng bồng ở dưới vậy đó mình đi lên đi lên đây cho nó rộng rãi cho nó thoáng mát anh chị tâm trí cho nó thoáng ra thoải mái ra tự nhiên cái mọi thứ nó sẽ được có những cái con đường có được những sự dẫn dắt để anh chị có được cái cái con đường để anh chị đạt được cái điều anh chị muốn ừ. thay vì chúng ta cứ ngồi đó một số anh chị nói chứ vai chỉ mất thời gian hả, em ơi học dung mất thời gian lắm thời gian nói chị còn giải quyết được bao nhiêu việc dạ vâng thế chị cứ đi giải quyết vấn đề cả đời đi thay vì ngồi đó dãy đành đạch dãy anh chị dãy đành đạch đấy than bản kể lễ giải quyết bây giờ anh chị đã dí theo vấn đề anh chị giải quyết bao nhiêu năm nay có nó có nó có hết đâu nó không có hết mà nó cứ hết cái vấn đề tới vấn đề kia anh chị và kết quả hiện tại của mình nó cũng đang như thế không có thay đổi gì trong nhiều năm vừa qua và kết quả của anh chị chỉ có thay đổi khi và chỉ khi anh chị lựa chọn cái sự phát triển thôi nha anh chị nha kết quả của anh chị chỉ thay đổi khi mà các anh chị lựa chọn cái sự phát triển thôi cho nên anh chị yên tâm đi những cái gì mà anh chị gặp trên hành trình mình đi á những người thành công họ đi qua rồi đừng có nghĩ là mình cô đơn nha hay đừng có nghĩ là câu chuyện là chắc là của riêng mình không anh chị nhưng mà tại sao những người thành công mà dù có họ vượt qua một cách dễ dàng hơn mình là tại vì họ phát triển tư duy liên tục nên thành ra họ đi qua những cái việc đó rất là nhanh còn bởi vì mình mình phát triển mình không phát triển anh chị thậm chí là mình còn uh, lý do nữa mình đổ lỗi nữa thì các anh chị càng không phát triển và chúng ta càng đổ lỗi thì không có chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình hết thì những cái vấn đề nó sẽ tiếp tục đến với mình Với những cái cường độ lớn hơn Tại vũ trụ anh chị rất yêu thương mình nha Yêu thương mình lắm Khi anh chị đặt ra một cái mục tiêu Anh chị uh, Bắt đầu ra một cái mệnh lệnh với vũ trụ Về cái điều anh chị muốn Thì khi vũ trụ thấy được rằng là Cái năng lực chúng ta chưa có thể Đạt được cái mục tiêu đó Nhưng bởi vì anh chị quá là khao khát đạt được cái mục tiêu đó Cho nên vũ trụ sẽ tìm mọi cách Để anh chị phát triển mình lên để anh chị có thể là gì vậy? hành động để đạt được cái mục tiêu đó chứ giờ anh chị chỉ muốn thôi mà năng lực không, không không đủ là sao làm giống như bây giờ trong tay có một công cụ làm mọc rất là tuyệt vời nhưng mình không phải là một cái người làm mọc tuyệt vời thì anh chị cầm cái công cụ ở trong tay cũng như không đúng không ạ à? cho nên anh chị có hai sự lựa chọn mục tiêu anh chị đã ở đây năng lực anh chị ở đây nếu anh chị chưa đạt được mục tiêu của mình ấy, là do năng lực anh chị là chưa có phát triển lên giờ anh chị hai sự lựa chọn nha giờ anh chị chọn giúp tôi nhầm một là anh chị hạ mục tiêu của mình xuống cho nó nhẹ nhàng xíu thôi sống vậy đi chứ giờ mệt mỏi quá khó bỏ qua thay vì ngày trước ước ao là có 100 triệu anh thấy mà thôi xuống giờ còn 10 triệu thôi Chứ giờ ước lên trăm triệu nhiều vấn đề quá khó quá Bế tắc quá mọi thứ không có hỗ trợ gì hết trơn Gia đình, công việc, sự nghiệp, tài chính mọi thứ Không có hanh thông gì hết trơn Toàn bị ngăn cản Toàn gặp những cái cơ hội không tốt Toàn gặp những đối tác không được ok Những nhân sự không được chăm chỉ Rồi giờ một là hạ xuống nè Cho bằng với năng lực là cho nhẹ nhàng à. Tối dễ ngủ nè Tối dễ ngủ thôi Chứ còn trong lúc ngủ có nghĩ gì không mà không biết nha <laughs> hai là giờ này, mục tiêu vẫn ở đây mục tiêu vẫn ở đây nha và việc của mình là phải đầu tư để nâng cái năng lực lên bằng những mục tiêu thì khi hai bạn này cùng trường năng lượng ấy mây tầng cao hút mây tầng cao mà gặp nhau thì anh chị sẽ đạt được cái điều anh chị muốn thôi giờ anh chị chọn một hay hai một và hạ mục tiêu xuống hai là nâng năng lực của mình lên phát triển bản thân của mình lên nên chị chọn cái nào vì nếu anh chị hạ mục tiêu anh chị xuống Thì anh chị sẽ quay về cuộc sống Như trước giờ anh chị đang sống Và anh chị phải hỏi Ngược lại bản thân mình Nếu anh chị tính hạ mục tiêu xuống nha Đó có phải là cuộc sống mà anh chị đang muốn sống không? Và nếu anh chị quay về Với cái cuộc sống đó Anh chị có chấp nhận không? Ok nếu chấp nhận thì thôi hạ mục tiêu xuống thôi Còn nếu sao anh chị? Nếu không chấp nhận được Thì cần phải phát triển năng lực của mình lên để xứng tâm với mục tiêu thì mình sẽ đạt được cái điều mình muốn thôi cuộc sống là những chuỗi của những sự lựa chọn mà và anh chị chọn như nào thì cũng đúng nha không có cái nào sai nha cái nào cũng đúng hết quan trọng là nó dẫn đến tới cái kết quả gì thôi cho nên là tú khuyên khuyên các anh chị đó là việc của chúng ta cần phải gì à? ghi chép livestream từng câu từng chữ phải nói là nhiều khi muốn năn nỉ anh chị luôn tại <laughs> vì đó là một cái nền tảng khi anh chị ghi chép live ấy các anh chị sẽ có một cái cuốn sổ bí kíp thành công và khi anh chị ghi chép ấy là các anh chị đang phát triển mình lên đó cái tư duy anh chị đang tăng lên mỗi ngày mà và tăng nó rất là nhanh anh chị nha Anh cho tôi hỏi uh, bao trong số anh chị khi mà chúng ta ghi chép live ấy thì chúng ta thấy trên cái hành trình mình đạt được cái mục tiêu 30 ngày nó dễ dàng hơn đâu ạ. Và thậm chí mình đã vượt từ mục tiêu 30 ngày rồi. Trong những tháng trước đây rồi. Thì cảm ơn tôi. Tuyệt vời, chúc mừng tất cả anh chị nhé Còn à, những anh chị nào mình thông chép mình có thấy là mình trội thấy tháng đó nó khó nha. Tới sát ngày luôn thấy chưa thấy mục tiêu manh gọi là chưa có thấy mục tiêu động đậy gì hết trơn ấy thì mình phải đặt câu hỏi như vậy nè có phải tháng đó là mình đang mất tập trung không đúng hay rất đúng rồi anh chị ơi những anh chị nào mà chúng ta trải qua đạt được mục tiêu cũng như trải qua những tháng mà chưa đạt mục tiêu ấy mình thấy đúng không ạ vâng tại vì anh chị biết không anh chị mới xây cái nhà với anh chị trồng cái cây anh chị mới trồng nó mới lên cái cái mầm mà cái anh chị tự tin quá giống một số anh chị là khi ứng dụng học tập với câu lạc bộ xong ấy thấy về tiền nhân nhiều lần đúng không gia tăng quá trời xong rồi ý y nghĩ là mình giỏi rồi xong rồi ngừng học ngừng phát triển anh chị cái xong tiền nó thuộc cái vèo vấn đề nó đến quá trời luôn trời ơi, những người thành công họ còn học cả đời mà chúng ta mới học có một hai tháng mà chúng ta tự tin là cái tư duy đó của chị rồi em ơi chị đã có tư chị phú rồi em yên tâm dạ vâng em yên tâm ba tháng sau nhắn tin khóc ngu ngu hù anh chị e, yên tâm dữ chưa không biết nữa tôi cũng muốn yên tâm lắm anh chị tại vì nếu anh chị thành công mà tôi cũng vui lắm á anh chị thành công anh chị kè càng thành công tôi vui lắm tự nhiên đó. em yên tâm tư duy của thành của chị chị chép à thiếu điều à thuộc lòng từng câu em nói luôn dạ vâng thuộc lòng à, nghe chỗ nào à, em nói cái gì em ờ chỗ nào em ờ, ừ chỗ nào à, chị nghe chị thuộc hết luôn dạ em rất yên tâm và đáng sau nhắn tin là một mớ bồng bông luôn anh chị nghe tôi nói tôi hỏi thế yên tâm dữ chưa chị ơi sao <laughs> thôi giờ sao khóc gì vô học dung thôi chứ khóc gì nữa vô chế bài chim thôi còn mà nếu nhà mà mà chúng ta cứ quay ra giải quyết vấn đề anh chị nha anh chị bị cuốn theo đó. anh chị có đi là có phải khi mà anh chị càng cuốn vào vấn đề giải quyết vấn đề thì vấn đề nó lại càng lớn không hoặc là có cái vấn đề nó lớn Và làm cho anh chị cảm thấy là anh chị phải thét hét lên là gì à? Tại sao à, sao hết chuyện này tới chuyện kia đến với tôi vậy có không, anh chị ơi chứ mình thấy có vẻ như mình tập trung mình mẫu uh, mổ xẻ nó ra nha và lá tìm sâu đồ có vẻ như không phải là không hiệu quả anh chị nhớ như thế tôi khuyên anh chị nha những lúc mà anh chị đang đứng trước một cái một gọi là quá nhiều sự lựa chọn hoặc là không có được cái câu trả lời cho cái điều mình đang gặp phải về chế livestream như anh chị Đúng rồi, chúng ta có những cái người bạn đồng hành rất là tuyệt vời, anh chị có thể hỏi họ. Nhưng mà tôi vẫn muốn anh chị hãy tự đứng trên đôi chân của mình anh chị nha. Đôi chân của mình vẫn là vững chãi nhất. Bây giờ anh chị có thể đứng trên vai người khổng lồ, khổng lồ, có thể đứng trên vai người khổng lồ được. Nhưng mà đâu hay nào dựa người ta hoài được. Anh chị không phải trở thành người khổng lồ thôi. Anh chị nhận rồi anh chị phải cho đi chứ? Bây giờ anh chị nhận từ người khổng lồ đúng không? Anh chị phải trở thành người khổng lồ để người khác dựa vào anh chị. Bây giờ ai cũng dựa vô hết người khổng lồ Đúng không ạ? À? Và đôi chân, đứng trên đôi chân của mình là yên tâm nhất anh chị nha. Anh chị biết cái trò chơi mà dẫm anh chân nhau để đi không? <laughs> đi đi đồng, đi, đi đồng đội với nhau, dẫm anh chân cái người đối diện, xong hai người nắm tay nhau để mà ờ, đi về phía trước. Ấy. Anh chị thấy hồi hộp không? mặc dù mà biết là cái bạn đó bạn khỏe mình giảm anh chân mình đó mình bạn nó đi sẽ rất là khỏe mình vẫn thấy hồi hộp đỡ mà vấp cái gì đó té nhà một cái là <laughs> hai người rồi là chưa được khỏe luôn ấy nhưng nếu mà anh chị là người đi anh chị thấy yên tâm không? nếu anh chị là người đi cái đoạn đường đó anh chị thấy yên tâm không? còn có người đó mà họ họ đèo mình họ bồng mình hay là bế mình họ cổng mình anh chị vẫn thấy hồi hộp lỡ xíu đi hay bắt cục đá hay gì đó hay là hay là chiêu chiêu mình hay là gì đó xong rồi chưa được khỏe luôn anh chị nha cho nên là cái việc mà chúng ta hỏi cần cấp bách anh chị nghe gấp quá thì anh chị có thể hỏi những vị chủ nhóm của mình nhưng song song đó chúng ta phải kết hợp với việc là gì à? ghi chép livestream tham gia cái buổi zoom đọc và mình đọc sách anh chị nha để mình tự chủ động trong cái việc phát triển bản thân của mình lên gia tăng đi của mình lên mỗi ngày để khi mà các anh chị gặp cái vấn đề nào đó nó có cái mức độ lớn hơn các anh chị vẫn có thể bị giải quyết được anh chị đi qua nó một cách rất là nhẹ nhàng thay vì các anh chị cứ bị phụ thuộc và chờ cái câu trả lời từ một ai đó mà giờ họ đang bận quá ví dụ sắp tới tôi đi cho vào tháng 10 thì trái mua giờ anh chị ạ cách nhau Việt Nam với châu cách nhau nếu mà mùa mùa thu á, thì cách nhau 5 tiếng có những cái mùa tôi quên mùa nào rồi. cách nhau tới 8 tiếng luôn thế không lẽ anh chị chờ 5 tiếng sau tôi ngủ dậy cho trả lời anh chị ạ à? đúng không ạ à? lấy giờ chờ 5 tiếng sau dinh nhau hả anh tôi trả lời xong chắc là... lúc mà trả lời em ơi xong rồi xong rồi giờ xong xuôi giờ chị đợi em trả lời lâu quá thấy có phải lỗi cho tú không không nha do mình không có sự chuẩn bị mình bị phụ thuộc đó anh chị bao trong số anh chị ra quyết định là gì à, mình sẽ chủ động cho việc học tập phát triển tư duy của mình lên phát triển cái giá trị bản thân mình lên phát triển bản thân của mình lên để mình có thể gì tự đứng trên đôi chân của mình và không đổ lỗi cho bất kỳ ai thì cả mình tôi nha anh chị chứ không mình bắt đầu là thấy doanh nhân trả lời lâu bắt đầu đổ lỗi nè doanh nhân do doanh nhân trả lời lâu á là thấy là chưa tốt nghiệp bài học rồi đó nha anh chị nha được không ạ à? cho nên là anh chị phải phát triển bản thân cái việc phát triển bản thân mình rất là quan trọng nha chứ không mà khi anh chị trên hành trình anh chị đi gặp những cái điều không thuận lợi là điều chắc chắn anh chị không có một cái con đường thành công nào mà trả đầy hoa hồng đâu mặc dù chúng ta nói doanh nhân cứ hù doanh nhân cứ ám thị dạ vâng tôi không ám thị mà đó là sự thật đúng rồi chúng ta sẽ dùng tâm trí của mình để tập trung vào những điều tốt đẹp để hấp dẫn đến những điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình nhưng mà khi mà những cái thử thách đến ấy, thì anh chị tập trung vào cái điều anh chị muốn thì anh chị sẽ, sẽ, gặp những cái quý nhân đến nhưng mà anh chị phải là người làm quý nhân cho anh chị cái hướng đi quý nhân cho anh chị câu trả lời cho anh chị cái con đường cho anh chị cái định hướng cái chiến lược nhưng ai là người đi mình là người đi chứ nhưng bây giờ quý nhân đưa rồi mà giờ đi không được rồi bởi vì sao năng lực không có tới vậy có phải là do quý nhân không hay do vũ trụ không không mà do mình không có sự chuẩn bị anh chị nha xong lúc đó là quý nhân đưa cho chiến lược đưa cho định hướng cái cầm mà lúng cuốn là lúng lính quính anh chị được không ạ à? cho nên là hiện tại anh chị nếu anh chị gặp một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống ấy thì cái điều đó cho thấy rằng là mình đang nhỏ bé và cái việc của mình là hãy phát triển bản thân của mình phát triển cái mức tư duy của mình lên anh chị để mình có thể đứng cao hơn cái vấn đề của mình nha anh chị nha ở trong cuộc sống anh chị nó sẽ có những cái quy luật và đôi khi chúng ta phải biết được những cái quy luật đó và khi anh chị hiểu biết được những cái quy luật của vũ trụ anh chị sẽ sống rất là vui vẻ hạnh phúc và bình an tôi có chia sẻ sáu cái sáu cái quy luật vũ trụ trong chu kỳ tháng 7 anh chị có thể hỏi những vị trưởng nhóm của mình để lấy sáu cái video đó anh chị nha phải hiểu phải biết phải hiểu thì sống đúng thì mới khỏe được mới bình an được anh chị còn nếu không không khỏe đâu thì anh chị biết sao trong cuộc sống của mình ấy, sẽ có những người yêu thương mình nhưng cũng sẽ có những người không yêu thương mình có những uh, mình có fan và mình cũng có anti fan mặc dù mình chẳng làm gì người ta đâu anh chị nhưng mà đôi khi người ta nhìn cái mặt của mình thì người ta không thích chưa kịp nói câu nào luôn là nhìn cái không thích rồi hoặc người ta ganh tị với sự thành công của mình nhưng mà chúng ta không thể nào ép người ta thích mình được anh chị nha. Được không ạ? À? Ừ. Và khi mà các anh chị hãy bấm tên bất kỳ một cái người thành công ở trên thế giới Các anh chị sẽ được rằng là họ cũng có rất nhiều anti-fan Và cũng có rất nhiều fan ừ. Và họ có những cái scandal của anh chị. Có luôn. Để đó là bởi vì họ là người nổi tiếng. Còn nếu mà người đó không nổi tiếng thì ai đâu thèm nói tới. Và cái cuộc sống của chúng ta chắc chắn là sẽ có người thích mình và người không thích mình nha. Chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta phải thống hiểu được các quy luật vũ trụ thì chúng ta mới không có cảm thấy bị áp lực và bị stress anh chị. Ừm tất cả mọi mọi cái sự việc trên cuộc đời này anh chị hay mà một cái điều gì đó đều có hai mặt quan trọng là anh chị nhìn vào cái mặt nào thôi đúng không ạ à? quan trọng là anh chị nhìn vào cái mặt nào thôi anh chị nha tại vì anh chị hình dung như vậy nha khi mà anh chị phải triển bản thân của mình lên ấy, các anh chị sẽ có được cái sự hiểu biết và mình hiểu được rằng à bình thường ấy mà có người thích mình nhưng có người không thích mình. Và cái điều mà họ thích mình hay không hay không thích mình anh chị không có quan trọng. Họ có tin mình làm được hay không không, không có quan trọng anh chị nha. Mà cái quan trọng nhất là mình có tin mình làm được hay không. Cái điều quan trọng nhất là mình có yêu thương bản thân mình hay không. Chứ cái việc mà họ yêu mình hay không ấy không quan trọng đâu anh chị. Nhưng mà bởi vì chúng ta uh, sống do làm dâu chăm họ và mình bị ám thị cái tư duy là... Uh, phải làm nở mày nở mặt rồi uh, danh giá và uh, tự hào của bố mẹ của gia đình đừng có làm cả nhà ờ uh, uh, thấy này thế kia nha con nha xong anh chị mang cái gánh nặng đó do lúc trước chúng ta không có không có phát triển bản thân mình lên nên mình không có nhìn thấy được anh chị nhưng bây giờ anh chị đã hiểu rồi ai là người ai là người quan trọng nhất à trong vũ trụ này chỉ có mình là được hấp dẫn thôi người khác nghĩ gì về mình ấy thì người đó nhận nhưng mình nghĩ về gì về mình mình mới là người nhận nha à? người khác có thích mình hay không ấy không quan trọng người khác có tin mình làm được hay không không quan trọng anh chị nha quan trọng là mình thôi tại vì họ thích hay không thích họ có tin hay không tin không giúp anh chị đạt mục tiêu đâu cho nên là khi mà anh chị phát triển bản thân mình lên ấy anh chị sẽ có những cái sự dẫn dắt sẽ có những cái suy nghĩ nó đúng đắn và nó luôn giúp cho anh chị có năng lượng anh chị đã lựa chọn những cái suy nghĩ giúp cho mình có năng lượng chọn những cái niềm tin giúp cho mình có năng lượng và chọn ở gần những người giúp cho các anh chị có năng lượng để giúp anh chị đi nhanh hơn tiến tới mục tiêu của mình tại vì phải có phải có năng lượng mới hành động được chứ cho nên các anh chị nhé. phải hiểu kỹ hiểu rõ và bám sát các các cái quy luật vũ trụ phải liên tục tiếp nạp những cái tư duy suy nghĩ niềm tin cho những người thành công và giàu có thì anh chị sẽ làm chủ được cuộc đời của mình anh chị nha. Ừ. Cuộc đời của mình là do mình quyết định mà anh chị. Cuộc đời của mình sẽ luôn có kết quả nó sẽ dựa trên các cái quy luật vũ trụ, dựa trên những cái gì mà các anh chị cho đi ra ngoài vũ trụ mỗi ngày nha. Thông qua suy nghĩ là nó và hành động của mình mỗi ngày nha anh chị. Cảm xúc của mình mỗi ngày nha. Anh chị cho ra ngoài, cho ra ngoài vũ trụ suy nghĩ, lời nói, hành động, cảm xúc gì cảm xúc gì nhiều ấy trong một ngày ấy. thì các anh chị sẽ gì à? có được cái kết quả đó wow chúc mừng chị Huyền Nguyễn nha đang học dâm thì thu hồi được thu nhập bốn bảy triệu anh chị xin <laughs> tuyệt vời chúc mừng chị nha chắc tốt nghiệp được tư duy nào đó anh chị chúc khẳng định anh chị luôn có những anh chị mà về tiền ấy vượt mục tiêu 30 ngày ấy. hay là về tiền thôi là khi mà họ học với nhau là họ giác ngộ được một cái tư duy nào đó anh chị nha họ ngộ luôn nghĩa là họ học họ ngộ lên cái tư duy đó giống như là khi mà họ ngộ á là nó nảy nở hình hoa trái luôn tìm hết anh chị nhanh lắm mảnh đất màu mỡ mà nhận như trong bất kỳ hạt giống nào nên anh chị cho vào cái nở luôn anh chị ngộ cái nó nở luôn hình hoa trái anh chị nha cho nên tôi vừa nói đấy cái kết quả mà anh chị nhận được ấy nó sẽ dựa trên những cái gì mà anh chị cho đi ra ngoài vũ trụ từng giây từng phút thông qua suy nghĩ cảm xúc lời nó và hành động của anh chị chứ nó không liên quan tới người khác nha không quan tới cái người mà người ta, người ta có tin anh chị hay không hay yêu thương mình hay không 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 phải nha quan trọng là mình, mình, mình biết mình sống như thế nào anh chị à, mình biết mình sống như thế nào thôi Ừ. như mà tôi gặp những cái trường hợp Của một số anh chị hỏi hỏi đúng như vậy nè em ơi chị vào coi lạc bộ chị bị người ta nói thế này cái kia chị chịu hết nổi rồi dạ yeah. thế giờ chị lựa chọn hay chứ tôi dám nói gì giờ tôi mà nói thôi chị kệ người ta đi chị cứ học đi mà bây giờ anh chị là càng nói tiếp thì họ anh hỏi là càng nói tiếp anh chị nói chị chịu hết nổi rồi mà tôi cứ ép anh chị hoài thì có phải là tự nhiên là tôi quyết định cuộc đời anh chị không không tôi để anh chị tự quyết nha một anh chị lựa chọn sự từ bỏ Quay về cuộc sống trước giờ của mình Và tiếp tục sống một cuộc sống Như những năm tháng vừa qua Là chấp nhận Hay là tiếp tục tiến nhập phía trước Lựa chọn sự phát triển Để bản thân mình đứng cả hơn vấn đề Tại vì tôi thấy cái vấn đề Của một số anh chị đã gặp ấy, Nó nhỏ xíu à Mà anh chị cứ kể với tôi Nó to như quả núi Tôi nghe Chị ơi em thấy bình thường Không sao đâu chị Mình cũng chứng nghe Mình cũng À, gọi là gì người động viên không sao đâu không sao đâu không mà chị chịu hết nổi rồi một bây giờ chị lựa chọn là chị bỏ cuộc từ bỏ hay là chị phát triển bản thân mình lên để cao vấn đề của mình chị chọn cái nào và tôi hỏi một câu đó. chị biết những người thành công mà có gặp những cái điều mà chị đang gặp không có chứ Nhưng đó, chị mình thường, họ vẫn luôn tập trung vào cái mục tiêu cái kết quả họ mong muốn và họ đi lên nha chỉ đừng có mình mình anh chị nha Đừng nghĩ là có mình mình gặp mà không ai gặp hết trơn nha Trên con đường thành công ai cũng phải trải qua Quan trọng đi qua nhanh hay không nhanh thôi anh chị Và quan trọng anh chị tốt nghiệp bài học này nhanh hay không nhanh thôi Anh chị tốt nghiệp bài học nhanh Các anh chị phát triển tư duy của mình nhanh Thì các anh chị sẽ tiến tới mục tiêu của mình Ước mơ của mình nhanh hơn Vậy thôi Cho nên chúng ta phải luôn luôn phát triển bản thân của mình Đứng cao hơn mọi vấn đề Được không ạ? À? bao trong số anh chị em ta nắm rõ cái điều tôi vừa chia sẻ thì của mình số 1 nghìn đi anh chị ơi. Cho nên nhớ anh chị nào nói bây giờ cái vấn đề của chị đang gặp là tài chính hoặc là sức khỏe hoặc là, hoặc là mối quan hệ. Vậy giờ việc của mình là sao anh chị? Dạ vâng. Phải phải triển bản thân của mình đứng cao hơn vấn đề. Và anh chị yên tâm đi. Anh chị không có đơn độc trong hành trình phát triển bản thân đâu. Người thành công ấy là họ luôn để lại dấu vết. Luôn có công thức. Luôn có con đường. Nhưng do trước giờ mình chưa biết nên mình chưa đi thôi anh chị. Hay thay vì trước giờ mình tự mò đúng không? Tự mò tự đi nó đi chưa được nhanh. Thì bây giờ việc của mình là sao anh chị? Học theo người thành công và thành công luôn. Đi theo dấu vết của người thành công anh chị nha. Đi theo bản đồ của người thành công. Đi theo bản đồ của những cái người thành công hướng dẫn các anh chị á, để mình đạt được cái kết quả một cách nhanh chóng luôn. Được không ạ? À? Ừ. Cho nên là đó là thói quen của những người thành công anh chị là họ luôn phát triển bản thân của họ lên mỗi ngày mỗi ngày nha vậy nên các anh chị thấy bác qua trên bước phép đấy bác qua trên bước phép anh chị là bác bây giờ đã hơn 90 tuổi rồi nhưng mỗi ngày bác vẫn phải phát triển bản thân của mình mỗi ngày bác duy trì ấy, là đọc 5 trang sách một ngày nha. 5 trang sách một ngày trời ơi bác Bill Gates thì đọc ngày mấy tiếng luôn tại vì họ biết được rằng anh chị bởi vì họ biết được rằng ở trên hành trình họ đi kinh doanh đầu tư cũng sẽ có những cái vấn đề và họ hiểu được rằng là bây giờ họ đang ở trên đỉnh rồi họ nằm top những người giàu thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thế giới giờ hỏi ai giờ dạ vâng quay lại đọc và trò chuyện với những người thành công trong từng trang sách anh chị nha họ biết rằng họ phải phát triển bản thân họ lên để đứng cao hơn cái vấn đề của họ nên chúng ta xây dựng cho mình cái thói quen anh chị đó là phát triển bản thân của mình liên tục mỗi ngày thông qua các buổi dung của câu lạc bộ nè ghi chép live nè và tự đọc sách thêm và phải gặp gỡ và nghe những cái kinh nghiệm của những người thành công và giàu có anh chị nha và vào trong số anh chị chúng ta thấy mình làm được cái điều này à. dễ không anh chị ơi cái chìa khóa để anh chị thành công đó chính là hãy phát triển bản thân mình lên anh chị đây là chìa khóa đầu tiên trong ba cái chìa khóa để đạt được sự tự do về tài chính mà tôi chia sẻ các anh chị trong cái chu kỳ hồi tháng 7 đó chính là phát triển bản thân một cách có chủ đích Ok em ạ. Anh chị biết cái điều anh chị muốn là tài chính hay là mối quan hệ hay là sức khỏe? Nếu muốn phải triển tài chính thì mình cần phải biết những người thành công và giàu có họ có những suy nghĩ gì. Rồi những cái người mà anh chị muốn có sức khỏe thì anh chị phải biết những người họ có sức khỏe họ có suy nghĩ gì. Cứ đi sâu vào gốc rễ nên chị nha nhớ, đi lên từ gốc rễ thì kết quả anh chị sẽ rất bền vững và càng ngày càng thành công hơn. Và thành công bền vững và chúng ta sẽ có một cuộc sống viên mãn anh chị. Ừ. Đừng có phát triển uh, theo kiểu là đi từ thân đi lên. những cái thân đi lên nó không có bền đâu ạ. À. Rồi, uh, rất là tuyệt vời. Uh, đó chính là nội dung mà tôi chia sẻ các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Uh, rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Uh, chúc mừng tất cả những thành công của các anh chị uh, trong buổi tối ngày hôm nay dùng ạ. Và uh, chúc cho tất cả chúng ta gì ạ. À. Uh, sau kết thúc buổi zoom này, tiền về ngập tài khoản anh chị nha. Tiền về như hơi thở. Và uh, chúc cho tất cả chúng ta không ạ à, đạt được mục tiêu tài chính 30 ngày tháng 8 của mình và tất cả mục tiêu còn lại trong năm 2023. Ok, rất là tuyệt vời. Xin chào, hẹn gặp tất cả anh chị em vào hai bây giờ tối ngày mai nhé. Bye bye. I love you.